chào tất cả các em. Hôm nay, cô và các em lại đến với một tiết học tập làm văn. Tiết 85, đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận. Chúng ta cùng mở sách trang 21 các em nhé. Ở tiết học này, chúng ta cần đạt mục tiêu. Thứ nhất, về kiến thức. Các em sẽ nhận rõ đặc điểm và cấu tạo của đề bài văn nghị luận, các bước tìm hiểu đề bài văn nghị luận, các yêu cầu chung của một bài văn nghị luận và cách xác định luận đề, luận điểm. Về kỹ năng, các em sẽ nhận biết luận điểm, tìm hiểu bài văn nghị luận và tìm ý, lập ý. Đó chính là mục tiêu cần đạt của bài học ngày hôm nay. Các em thân mến, ở những tiết học trước, cô và các em đã tìm hiểu chung về văn nghị luận và đặc điểm của văn nghị luận. Trước khi vào bài học mới, cô cho chúng ta cùng ôn lại kiến thức ở tiết học trước các em nhé. Đây là một số kiến thức về văn nghị luận cần nắm. Văn nghị luận là một trong những kiểu văn bản quan trọng trong đời sống xã hội, được viết ra nhằm xác lập cho người đọc một tư tưởng, quan điểm nào đó. Văn nghị luận phải có luận điểm rõ ràng, có lý lẽ dẫn chứng thuyết phục. Mỗi bài văn nghị luận đều phải có luận điểm, luận cứ và lập luận. Như vậy, các em đã nắm lại kiến thức cũ và chúng ta bắt đầu bài học mới nhé. Trước hết, chúng ta tìm hiểu phần 1 La Mã, tìm hiểu đề văn nghị luận. Một nhỏ, nội dung và tính chất của đề văn nghị luận. Trong sách giáo khoa, giới thiệu cho chúng ta 11 đề văn nghị luận. Cô trò chúng ta cùng đọc nhé. 1. Lối sống giản dị của Bác Hồ. 2. Tiếng Việt giàu đẹp. 3. Thuốc đắng giả tật. 4. Thất bại là mẹ thành công. 5. Không thể sống thiếu tình bạn. 6. Hãy biết quý thời gian. 7. Chớ nên tự phụ. 8. Không thầy đố mày làm nên và học thầy không tài học bạn có mâu thuẫn với nhau không? 9. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. 10. Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau, nên chăng? 11. Thật thà là cha dạy phải không? Và trong sách giáo khoa cũng có 3 câu hỏi cho chúng ta cần giải quyết. Cô trò chúng ta cùng nhau giải quyết các câu hỏi này nhé. Để trả lời cho nội dung và tính chất của văn nghị luận, sách giáo khoa đã gợi ý cho chúng ta 3 câu hỏi. Cô và trò cùng tìm hiểu và giải quyết 3 câu hỏi này nhé. Thứ nhất, câu A. Các đề văn nêu trên có thể xem là đề bài đầu đề được không? Nếu dùng làm đề bài cho bài văn sắp viết có được không? Câu B. Căn cứ vào đâu để nhận ra các đề trên là đề văn nghị luận? Câu C. Tính chất của đề văn có ý nghĩa gì đối với việc làm văn? Ở câu A và câu B, nếu chúng ta giải quyết sẽ ra được nội dung của văn nghị luận. Và câu C sẽ ra được tính chất của đề văn nghị luận các em nhé. Ta vào giải đáp câu A. Các đề văn trên có thể xem là đề bài đầu đề được không? Nếu dùng làm đề bài cho bài văn sắp viết có được không? Chúng ta dễ dàng nhận thấy, đây là những đề nêu ra những vấn đề khác nhau, nhưng đều xuất phát bắt nguồn từ cuộc sống con người. Đề văn nghị luận cung cấp đề bài cho bài văn nên có thể dùng làm đề bài. Thông thường, đề bài của một bài văn thể hiện chủ đề của nó. Do vậy, đề ra như trên hoàn toàn có thể làm đề bài cho bài văn để viết. Chúng ta qua câu số 2. Câu B. Căn cứ vào đâu mà ta biết đó là đề văn nghị luận? Đó là căn cứ vào mỗi đề đều nêu ra một số khái niệm, một vấn đề lý luận và mang một luận điểm. Như ở đề 1, 3, 4, 5, 6, 7 có một luận điểm. Tuy nhiên, ở đề 2, 8, 9, 10 mỗi đề mang hai luận điểm. Chỉ có văn chứng minh giải thích mới có thể giải quyết được các đề bài này, nên chúng ta có thể kết luận đây là những đề văn nghị luận. Như vậy,
Chúng ta đã có đáp án cho phần A, nội dung của đề văn nghị luận. Các em viết bài vào vở nhé. A nhỏ nội dung. Có 3 nội dung theo trên bảng cô đã ghi. Thứ nhất, nêu những vấn đề khác nhau. Thứ hai, cung cấp đề bài cho bài văn. Thứ ba, đề bài của một bài văn thể hiện được chủ đề. Vì vậy, nó có thể làm đề bài cho văn nghị luận. Các em viết vào nhé. Rồi, các em đã viết xong chưa? Chúng ta chuyển sang phần khác. Câu C. Tính chất của đề văn có ý nghĩa gì đối với việc làm văn? Ta nhìn lại 11 đề ở sách giáo khoa đã phân chia cho chúng ta theo các chủ đề tính chất giống nhau. Đề 1, 2 có tính chất giải thích, ca ngợi. Đề 3, 4, 5, 6, 7 có tính chất khuyên nhủ, phân tích. Đề 8, 9 có tính chất suy nghĩ, bàn luận. Đề 10, 11 có tính chất tranh luận, phản bác, lật ngược vấn đề. Vậy, tính chất của đề yêu cầu học sinh phải hiểu rõ mới làm bài tốt. Không hiểu sai tính chất của đề để đi đúng định hướng. Tính chất của đề đòi hỏi bài làm phải vận dụng các phương pháp phù hợp. Chúng ta đã giải quyết 3 câu hỏi ở sách giáo khoa để tìm ra nội dung và tính chất của đề văn nghị luận. Tính chất của đề văn nghị luận: giải thích, ca ngợi, khuyên nhủ, phân tích, suy nghĩ, bàn luận, tranh luận, phản bác, lật ngược vấn đề. Các em ghi 4 tính chất này vào vở. Qua phần tìm hiểu trên, chúng ta rút ra được ghi nhớ thứ nhất. Đề văn nghị luận bao giờ cũng nêu ra một vấn đề để bàn bạc và đòi hỏi người viết bày tỏ ý kiến của mình đối với vấn đề đó. Tính chất của đề như ca ngợi, phân tích, khuyên nhủ, phản bác, đòi hỏi bài làm phải vận dụng các phương pháp phù hợp. Chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung và tính chất của đề văn nghị luận. Bây giờ, cô và trò chúng ta cùng thực hành phần lý thuyết vừa học các em nhé. Cô cho chúng ta 2 đề. Đề thứ nhất, đức tính giản dị của Bác Hồ. Đề thứ hai, ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau, nên chăng? Mỗi đề, chúng ta cùng đi vào tìm hiểu nội dung và tính chất mà chúng ta vừa học ở phần lý thuyết. Ở đề thứ nhất, nội dung. Ở phần nội dung, các em phải nêu lên được vấn đề bàn bạc ở đề này. Đó chính là lối sống giản dị của Bác Hồ. Đề này đòi hỏi người viết phải giải thích rõ lối sống giản dị của Bác được thể hiện ở những mặt nào. Về tính chất, ca ngợi lối sống ấy và khuyên nhủ mọi người noi theo lối sống giản dị ấy của Bác. Các em nắm được chưa nào? Ở đề thứ hai, ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau nên chăng? Chúng ta cũng đi tìm hiểu nội dung và tính chất của đề theo phần lý thuyết mà ta vừa học. Nội dung là vấn đề nêu lên cách ứng xử trong cuộc sống chứa trong câu tục ngữ. Đề này đòi hỏi người viết phải tranh luận, phản bác, lật ngược vấn đề để nêu ra một cách ứng xử có văn hóa cao thượng. Về tính chất, đây chính là lời khuyên nhủ, phân tích, giải thích, ca ngợi, suy nghĩ, bàn luận, tranh luận, phản bác, xem ý kiến của đề đưa ra đúng hay sai. Có ý nghĩa định hướng cho đề viết, chuẩn bị cho người viết một thái độ, một giọng điệu để viết cho hoàn chỉnh. Chúng ta bắt đầu qua tìm hiểu phần 2 nhé. Tìm hiểu đề văn nghị luận. Cô và trò cùng đọc phần 2 sách giáo khoa trang 22. Tìm hiểu đề văn nghị luận. A. Tìm hiểu đề văn trở nên tự phụ. Đề nêu lên vấn đề gì? Đối tượng và phạm vi nghị luận ở đây là gì? Khuynh hướng tư tưởng của đề là khẳng định hay phủ định? Đề này đòi hỏi người viết phải làm gì? B. Từ việc tìm hiểu đề trên, hãy cho biết trước một đề văn muốn làm tốt cần tìm hiểu điều gì trong đề. Thứ nhất, tìm hiểu đề bài.
Vấn đề ở đây được nêu lên một vấn đề là tính xấu và lời khuyên tránh tính xấu đó. Đối tượng và phạm vi nghị luận, phân tích những biểu hiện của tính tự phụ, tác hại của tính tự phụ, khuyên mọi người không nên tự phụ. Khuynh hướng tư tưởng của đề là phủ định tính tự phụ. Đề đòi hỏi người viết phải biết giải thích rõ thế nào là tự phụ, phân tích rõ những biểu hiện và tác hại của tính tự phụ, có thái độ phê phán thói tự phụ và khẳng định sự khiêm tốn. Muốn làm bài tốt, cần phải xác định đúng vấn đề phạm vi tính chất của bài văn nghị luận để làm bài khỏi bị sai lệch. Như vậy, tìm hiểu đề chính là tìm hiểu xác định đúng vấn đề, phạm vi và tính chất của đề bài nghị luận. Các em đã nắm được rồi chứ? Như vậy, tìm hiểu đề chính là tìm hiểu xác định vấn đề, phạm vi và tính chất của đề bài văn nghị luận để làm bài khỏi bị sai lệch. Như vậy, chúng ta ghi vào vở phần 2 nhỏ tìm hiểu đề văn nghị luận. Xác định đúng vấn đề, phạm vi, tính chất. Các em ghi vào vở ý chính này nhé. Như vậy, chúng ta rút ra được ghi nhớ thứ hai. Yêu cầu của việc tìm hiểu đề là xác định đúng vấn đề, phạm vi, tính chất của bài nghị luận để làm bài cho khỏi sai lệch. Muốn làm một bài văn tốt, hoàn chỉnh, thì khâu quan trọng nhất không thể thiếu, đó chính là lập dàn ý. Cô và trò chúng ta cùng nhau qua phần 2 lập ý cho bài văn nghị luận nhé. Đề bài chớ nên tự phụ. Thứ nhất, cần xác lập luận điểm. Luận điểm ở đề này là gì? Luận điểm là chớ nên tự phụ. Đề bài nêu ra một ý kiến thể hiện một tư tưởng, một thái độ đối với thói tự phụ. Em có tán thành ý kiến đó không? Tất nhiên, chúng ta đã tán thành ý kiến này. Hãy nêu ra các luận điểm gần gũi với luận điểm của đề bài bằng những luận điểm phụ. Các luận điểm phụ đó là tự phụ khiến bản thân con người không biết mình. Tự phụ luôn đi liền với thái độ coi thường, khinh bỉ người khác. Tự phụ khiến cho bản thân bị mọi người chê trách và xa lánh. Phần 2 nhỏ, tìm luận cứ. Muốn tìm luận cứ, người viết phải đặt những câu hỏi xoay quanh đề bài như: tự phụ là gì? Tự phụ là căn bệnh tự đề cao mình, coi thường ý kiến của người khác. Vì sao khuyên chớ nên tự phụ? Tự phụ sẽ khó tiếp thu ý kiến của người khác, làm cho mình ngày càng co mình lại, không tiến bộ được. Tự phụ có hại như thế nào? Đối với mọi người, thói tự phụ làm cho người ta khó chịu vì họ thấy mình bị coi thường. Đối với chính bản thân, người có thói tự phụ sẽ không được mọi người tôn trọng. Nếu là người ở cương vị lãnh đạo có thói tự phụ thì sẽ không thu phục được quần chúng. Nếu là người bình thường thì người đó sẽ bị mọi người xa lánh, ít bạn bè. Tự phụ có hại cho chính cá nhân người tự phụ và những người có quan hệ với cá nhân ấy. Để chọn dẫn chứng, chúng ta nên chọn dẫn chứng từ thực tế cuộc sống quanh mình, hay chọn dẫn chứng từ chính bản thân mình hoặc từ sách báo. Thứ ba là xây dựng lập luận. Để xây dựng lập luận, cần phải dẫn dắt người đọc từ việc định nghĩa tự phụ là gì, rồi suy ra tác hại của nó. Như vậy, muốn lập ý cho bài văn nghị luận, chúng ta cần tiến hành theo 3 bước mà sách giáo khoa đã hướng dẫn. Thứ nhất, xác định luận điểm. Thứ hai, tìm luận cứ. Thứ ba, xây dựng lập luận. Các em viết 3 ý chính này vào vở các em nhé. Như vậy, cô và trò chúng ta vừa tìm hiểu xong lập ý cho bài văn nghị luận. Lập ý cho bài văn nghị luận chính là xác lập luận điểm,
cụ thể hóa luận điểm chính thành các luận điểm phụ. Tìm luận cứ và cách lập luận cho bài văn, đó chính là ghi nhớ thứ ba của bài học ngày hôm nay. Để có kiến thức đầy đủ hơn và hiểu bài sâu hơn, chúng ta cùng đi chuyển vào phần 3 La Mã luyện tập các em nhé. Đề bài luyện tập của chúng ta là sách là người bạn lớn của con người. Chúng ta cùng nhau đọc bài tham khảo ích lợi của việc đọc sách trang 23. Để thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ và phát triển của tâm hồn, trí tuệ, không gì thay thế được việc đọc sách. Cuốn sách tốt là người bạn giúp ta học tập, rèn luyện hàng ngày. Sách mở mang trí tuệ, hiểu biết cho ta, dẫn dắt ta vào những chỗ sâu sắc, bí ẩn của thế giới xung quanh. Từ sông ngòi, rừng núi cho tới vũ trụ bao la, sách đưa ta vào những thế giới cực lớn như thiên hà hoặc cực nhỏ như thế giới của các hạt vật chất. Sách đưa ta vượt qua thời gian tìm về với những biến cố lịch sử xa xưa hoặc chấp cánh cho ta tưởng tượng tới ngày mai hoặc hiểu sâu hơn hiện tại. Sách văn học đưa ta vào thế giới của những tâm hồn người đủ các thời đại để ta thông cảm với những cuộc đời, chia sẻ những niềm vui, nỗi đau dân tộc và nhân loại. Sách đem lại cho con người những giây phút thư giãn trong cuộc đời bận rộn, bươn chải. Sách làm cho ta được hưởng thức những vẻ đẹp của thế giới và con người. Sách cho ta hưởng vẻ đẹp và thú chơi ngôn từ, giúp ta biết nghĩ những ý hay, dùng những lời đẹp, mở rộng con đường giao tiếp với mọi người xung quanh. Sách là báu vật không thể thiếu đối với mọi người. Phải biết chọn sách mà đọc và trân trọng nâng niu những cuốn sách quý. Trước hết, ta đi tìm hiểu đề. Vấn đề nghị luận ở đây chính là lợi ích của việc đọc sách. Đối tượng và phạm vi nghị luận bàn về lợi ích của sách, thuyết phục mọi người tạo cho mình thói quen đọc sách. Về khuynh hướng tư tưởng là khẳng định lợi ích của việc đọc sách. Đề đòi hỏi người viết phải giải thích được sách là gì, phân tích và chứng minh ích lợi của việc đọc sách, khẳng định sách là người bạn lớn của con người, nhắc nhở mọi người chúng ta phải có thái độ đúng với sách. Sau đó, chúng ta lập ý cho đề bài bằng cách xác định luận điểm. Sách là người bạn lớn của con người. Tìm luận cứ. Sách mở mang trí tuệ giúp ta khám phá những điều bí ẩn của thế giới xung quanh, đưa ta vào tìm hiểu thế giới cực lớn của thiên hà và thế giới cực nhỏ như hạt vật chất. Sách đưa ta ngược thời gian về những biến cố lịch sử xa xưa và hướng về ngày mai. Sách cho ta những phút thư giãn thoải mái tuyệt vời. Về xây dựng lập luận, bắt đầu từ việc nêu việc lợi ích của việc đọc sách, đi đến kết luận khẳng định sách là người bạn lớn của con người và nhắc nhở mọi người có thói quen đọc sách. Trước khi kết thúc bài học, cô và trò cùng nhau tóm tắt lại nội dung bài học ngày hôm nay. Nội dung và tính chất của đề văn nghị luận. Một bài văn nghị luận bao giờ cũng gồm nội dung và tính chất của nó. Đề bài văn nghị luận bao giờ cũng nêu ra một vấn đề để bàn bạc và đòi hỏi người viết bày tỏ ý kiến của mình đối với vấn đề đó. Chúng ta cần chú ý đối tượng nghị luận và thao tác nghị luận để từ đó thể hiện một quan điểm tư tưởng. Về tính chất của đề nghị luận thì có tính chất như ngợi ca, phân tích, khuyên nhủ, khẳng định, giải thích, thể hiện thái độ của người viết trong nội dung của bài viết. Thứ hai, yêu cầu của việc tìm hiểu đề cần có 4 bước. Thứ nhất, chúng ta cần phải biết vấn đề nghị luận, đối tượng nghị luận, tính chất nghị luận và phép lập luận. Thứ ba, lập ý cho bài văn nghị luận các em phải nhớ 3 bước. Thứ nhất, xác định luận điểm, tìm luận cứ và cuối cùng là xây dựng lập luận cho bài văn. Thế là cô và trò chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung của bài học, đề văn nghị luận và việc lập ý cho đề văn nghị luận. Hy vọng các em ghi chép bài được đầy đủ và nắm được nội dung của bài học ở phần ghi nhớ. Hoàn thành việc luyện tập,
sách là người bạn lớn của con người. Đọc tham khảo bài, ích lợi của việc đọc sách. Sau đó, các em chuẩn bị soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta của tác giả Hồ Chí Minh. Các em đọc và trả lời các câu hỏi ở sách giáo khoa trang 26. Đặc biệt, các em chú ý phương pháp lập luận của tác giả trong văn bản này nhé. Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em ở bài học sau nhé. Thân mến, chào các em.